Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày mùng 8 tháng 5, chân phước Catarina dòng Augustino. Ngày mùng 9 tháng 5, chân phước Nicola Appengatti. Trên khung trời cao, Chúa nghe thâu tiếng con nghẹn ngào. Dưới trần gian này, ngày và đêm tiếng con nguyện cầu. Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Trên khung trời cao, Chúa nghe thôi. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày mùng 8 tháng 5, chân phước Catarina dòng Augustino. Ngày mùng 9 tháng 5, chân phước Nicola Appengatti. Ngày mùng 8 tháng 5, chân phước Catarina dòng Thánh Augustino. Chân phước Catarina sinh ngày mùng 3 tháng 5 năm 1632 trong một ngôi làng nhỏ bên nước Pháp. Ngài được chịu phép thanh tẩy cùng ngày hôm ấy. Các thành viên trong gia đình Catarina là những Kitô hữu rất đạo đức. Ông bà nội của Catarina đã nêu gương đặc biệt qua việc quan tâm đến những người nghèo khổ. Catarina chăm chú quan sát với đôi mắt tròn xoe ngây thơ. Khi bà nội của ngài dắt về nhà một người hành khất khuyết tật cả về thể chất lẫn tinh thần, bà đã cho ông ta nước tắm, quần áo sạch và bữa ăn thật ngon. Tối hôm ấy, khi Catarina và ông bà ngồi chung quanh bếp lửa, họ đã cùng nhau đọc to kinh lạy cha. Họ cảm tạ Thiên Chúa vì những phúc lành người đã thương ban. Bởi vì chẳng có bệnh viện nào trong thị trấn nhỏ bé của họ, nên những người đau bệnh đã được điều trị ngay tại căn nhà của ông bà nội. Catarina hiểu rằng bệnh tật và đau khổ đòi phải có lòng kiên nhẫn chịu đựng. Chỉ mới là một cô gái nhỏ, nhưng Catarina cũng đã biết cầu nguyện xin Chúa cất bớt đau khổ cho các bệnh nhân. Ngay khi còn rất trẻ, Catarina đã gia nhập dòng nữ Augustino, lúc ấy mới được thành lập. Họ chăm sóc bệnh nhân trong các bệnh viện. Ngày 24 tháng 10 năm 1646, Catarina nhận áo dòng. Đó cũng là ngày người chị gái của Catarina tuyên lời khấn. Năm 1648, Catarina nghe biết các linh mục thừa sai xin các nữ tu đến truyền giáo tại vùng đất mới của nước Pháp và Canada. Chị của Catarina được chọn làm người đầu tiên trong hội dòng đi Canada truyền giáo. Lúc ấy, Catarina chỉ mới được 16 tuổi, nhưng cũng tình nguyện xin đi. Catarina tuyên các lời khấn thánh ngày 4 tháng 5 năm 1648. Rồi ngày hôm sau, Catarina chạy tàu đến Canada. Hôm đó là ngày áp sinh nhật thứ 16 của Catarina. Cuộc sống nơi Quebec, Canada thật khó khăn. Nữ tu Catarina yêu mến các cư dân sống ở đây. Những người thổ dân cảm thấy thật dễ chịu vì thái độ vui vẻ của Catarina. Catarina nấu nướng và chăm sóc những người đau ốm trong khu bệnh xá nghèo nàn của nhà dòng. Nhưng Catarina cũng cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi những người thổ dân Iroquois đang giết chết nhiều người và đốt phá nhiều làng mạc. Catarina cầu nguyện cho Thánh Prébaut, một linh mục dòng tên đã bị những người Iroquois giết hại năm 1649.
Catarina xin Thánh Nhân giúp mình trung thành bền đỗ trong ơn gọi tu trì. Trong lòng, Catarina nghe thấy Thánh Nhân khuyên hãy ở lại. Thế rồi thực phẩm dần dần khan hiếm, và về mùa đông khí hậu trở nên cực kỳ giá lạnh. Vài người trong số các nữ tu không thể chịu đựng nổi cuộc sống khắc nghiệt và sự đe dọa của thần chết. Và thật tiếc thay, họ đã trở về nước Pháp. Lúc ấy, nữ tu Catarina cũng rất lo sợ, đôi lúc hầu như không thể cầu nguyện được. Catarina cảm thấy buồn sầu, đang khi mỉm cười với hết thảy những người thân yêu mà mình chăm sóc trong dãy nhà thương dành cho các bệnh nhân. Thế rồi, chính trong lúc mọi sự mù mịt và đen tối nhất xảy đến, lúc mịt mù và đen tối nhất xảy đến thì Catarina đã khấn là sẽ không bao giờ rời bỏ Canada, sống và chết ở đây. Catarina đoan hứa rằng sẽ ở lại làm những công việc bác ái cho đến chết. Khi thực hiện lời khấn này, Catarina chỉ mới có 22 tuổi. Tuy cuộc sống khai hoang mở đường nơi vùng đất Pháp có nhiều khó khăn, thì càng ngày vẫn càng có thêm nhiều người đến đây cư trú. Giáo hội phát triển, Thiên Chúa chúc lành cho miền đất mới qua việc ban thêm các vị thừa sai. Vào năm 1665, Catarina trở thành mẹ tập sư của cộng đoàn. Catarina vẫn tiếp tục đời cầu nguyện và giúp việc ở bệnh xá cho tới lúc qua đời. Nữ tu Maria Catarina dòng Thánh Augustino mất ngày 8 tháng 5 năm 1668, hưởng dương 36 tuổi. Đến năm 1989, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tôn phong nữ tu Catarina lên bậc chân phước. Thưa anh chị em và các bạn, qua mẫu gương của nữ tu Catarina dòng Thánh Augustino, chúng ta thấy Đức Giêsu không hứa với chúng ta rằng cuộc sống của chúng ta sẽ được thoải mái dễ chịu, không có đau khổ hoặc không có phiền toái gì cả. Chúa không hứa điều đó. Chúa chỉ hứa là Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Chúa ở cùng chúng ta lúc vui cũng như lúc buồn, lúc sướng cũng như lúc khổ, lúc bình an cũng như lúc hoạn nạn. Khi gặp sợ hãi hay chán nản, anh chị em hãy cầu nguyện với chân phước Catarina dòng Thánh Augustino ban cho chúng ta được chút can đảm như là thánh nữ. Và một người thiếu nữ 16 tuổi tình nguyện đi truyền giáo ở một vùng xa xôi, hẻo lánh, hiểm trở và hiểm nguy. Ngày hôm nay các bạn trẻ có mạnh dạn ra đi làm công việc đó hay không? Hay là các bạn được cha mẹ nuôi dưỡng chiều chuộng? Tôi có anh bạn đi phục vụ trong nhóm, có đứa con gái học trung học rồi qua đại học, mà ngay cả cái chén cũng không biết rửa, cơm không biết dọn ra, và thậm chí là quần áo cũng không giặt được. Người bố làm hết việc lớn đến việc nhỏ, lo từ kinh tế, tài chánh, rồi lo chuyện đưa con đi học, rồi đi chợ, rồi về nấu cơm. Thậm chí bảo con ăn cơm xong nhớ rửa chén. Để đến 4 giờ chiều đi xuống thấy còn nguyên như vậy, lại cặm cụi rửa. Bảo thôi, số phận nó như thế, Chúa định nó như thế. Chúa nào định, số phận nào định. Số phận là do mình quyết định. Chúa cho mình được cái sự tự do, có đầu óc, có lý trí để lựa chọn. Phải biết cách giáo dục con mình cho nó đúng, không có chiều như thế được. Có anh bạn nghe câu chuyện bảo, con sợ lắm cha,
Còn sao vậy? Nó mà đi lấy chồng mà gặp cái bà mẹ chồng khó hay là ông chồng mà nghiêm nghị thì cho nó chỉ có chết. Cái anh kia bảo cứ đánh cho vài trận là biết làm ngay. Cái anh khác bảo khó lắm, bây giờ anh đánh nó vài trận là nó ly dị. Tí trẻ bây giờ là cứ động với nó là nó ly dị, là chia tay đường ai nấy đi. Bố mẹ bây giờ rất khổ, mà cái khổ đó là do khi do chính mình. Mình gây ra cái đó vì lúc mình giáo dục con của mình quá chiều con mình, chăm sóc nó mọi thứ mà không cho nó ý thức được cái trách nhiệm của nó. Cuộc đời của nó phải chịu trách nhiệm và nó phải tập. Cho dù có là công chúa đi nữa thì cũng phải biết rửa chén chứ. Cho dù là có con tổng thống đi nữa thì cũng phải biết quét nhà chứ. Chứ đâu phải mình có tí tiền rồi cứ tưởng rằng là vậy là mình thương con mình, là mình đang hại con mình. Và các bạn trẻ đang sống trong những gia đình như thế, các bạn hãy đừng có để cho cha mẹ mình phải khổ vì mình. Chăm sóc cho mình từng ly từng tí, lớn rồi phải biết trưởng thành, biết tự lập chứ. Tôi ngày xưa tôi học lớp 9 mà tôi đã phải đi dạy kèm để có tiền đi đóng tiền học, dạy cho kèm ngay từ lớp 6 cho người lớp 6 luôn. Rồi bố mẹ tôi nghèo khổ, bắt con mình phải làm việc cật lực, thấy được giá trị của đồng tiền. Và anh chị em tôi lớn lên, không có ai mà sống lệ thuộc, phải biết bươn trải, dù là sống độc thân, dù là lập gia đình hay là đi tu. Bố mẹ tôi được cái là cho con cái mình tự do lựa chọn. Tôi có người chọn đi tu, có người chọn đời sống độc thân, không lập gia đình, có người chọn đời sống gia đình, 4 đứa con, 3 hướng chọn, 2 đứa đi tu, 1 đứa độc thân, 1 đứa lập gia đình. Nhưng mà muốn độc thân đi tu hay lập gia đình cũng phải trưởng thành, tự lập và chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình. Bố mẹ tôi không có của cải, bố mẹ tôi vẫn nói tao không có của dành của để, hồi môn hay là di sản di chúc gì hết, có mỗi cái nhà rách nát. Nhưng sự giáo dục rất quan trọng, giáo dục từ trong gia đình đến học đường, giá nào cũng phải cho con đi học. Hồi xưa nhiều gia đình bỏ cho con mình đi học nhưng mà không có đủ khả năng đóng tiền, đã phải cho con nghỉ học. Như là Faustina học tới lớp 3 là phải nghỉ để nhường cho các em mình đi học. Bố mẹ tôi dù là đi vay nợ, dù là khổ sở cách mấy đi nữa cũng ráng cho con mình học. Vì chỉ có đầu tư cách đó, có gia tài để lại cho con là kiến thức và sự trưởng thành con mình trong những gian khổ, trong khó khăn, trong thử thách, trong nghèo túng nữa. Thế như vậy thì Katarina đã làm công việc đó, 16 tuổi dấn thân. Vì ngay từ bé đã thấy ông bà nội mình, cái tấm gương sáng là ông bà nội đưa người hành khất về. Cô bé tròn xoe mắt thấy ông bà nội làm cái chuyện đó. Cũng có như đứa bé nó tròn xoe mắt, nó kinh ngãi, kinh hãi, kinh sợ khi thấy bố mẹ nó làm những chuyện động trời, làm những chuyện mà nó thấy ghê quá, sợ quá. Đây, nó tròn xoe mắt và nó thấy ông bà nội nó làm những chuyện tuyệt vời quá. Và điều đó ảnh hưởng trên đứa bé đó. Katarina dấn thân 16 tuổi và qua đời 36 tuổi. Ở lại cái vùng thuộc địa của Pháp là hồi đó là những cái vùng gian khổ, và nhất là qua truyền giáo ở vùng đất mới bên Canada ở Quebec. Bây giờ thì không nói, nhưng mà ngày xưa là vùng hoang sơ hoang dại. Các nữ tu một số đó phải rút lui vì sợ quá, quá khắc nghiệt. Cái chết chứ không cách nào mà sống được. Và Katarina cũng trải qua những đêm tối như vậy, thử thách coi ở lại không ở. Ở lại thì tương lai nó mịt mù và đen tối như thế này, rút lui thì còn an toàn. Mà nhiều người đã lựa chọn cái an toàn đó. Cuối cùng vào lúc mà đêm tối nhất, thử thách nhất thì quyết định ở lại. Và lời khấn là ở lại cho đến hơi thở cuối cùng, chứ không có phải là ở lại 1 năm, 2 năm gì cả. Bây giờ có nhiều anh em linh mục tu sĩ chúng tôi dấn thân, nhưng mà chỉ mong thôi, giám mục gọi về càng sớm càng tốt, bề trên gọi về càng sớm càng tốt, 2-3 năm thôi. Chứ ở lâu quá chịu không có nổi, gian khổ quá. Còn đây, ký luôn, ở lại suốt đời. Và qua đời năm 36 tuổi. Như là Faustina nữ tu qua đời năm 33 tuổi. Như là Teresa 25 tuổi. Những bông hoa tươi đẹp Chúa cất về sớm. Nhưng
sớm hay muộn không quan trọng, là bông hoa đó phải nở đủ hương và sắc, tỏa hương và sắc cho cuộc đời, dù một ngày, hai ngày, dù năm ngày, dù 10 năm hoặc là 20 năm, một giây một phút sống trên đời này hãy tỏa hương tỏa sắc như là những bông hoa của lòng thương xót cho cuộc đời, cho con người. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta qua ngày 9 tháng 5, Trân Phước Nicola Albergati. 9 tháng 5, Trân Phước Nicola Albergati. Trân Phước Nicola Albergati sinh tại Bologna, nước Ý. Gia đình Nicola đã chu cấp cho ngài đi đại học, nơi mà ngài sẽ học môn luật. Nhưng sau vài năm, Nicola lại quyết định không chọn làm luật sư. Khi lên 20 tuổi, Nicola Albergati gia nhập dòng Thánh Bruno. Năm 1417, tu sĩ Bruno này được chọn làm giám mục giáo phận quê hương của ngài. Nicola không hề kỳ vọng điều đó bao giờ. Thậm chí là ngài cũng không thể tin rằng đó là ý muốn của Thiên Chúa chọn mình làm giáo mục ở giáo phận quê hương. Nhưng các bề trên của Nicola thì quả quyết rằng đó là thánh ý Thiên Chúa, hay vâng lời. Dân chúng yêu thích giám mục Nicola Albergati. Ngài sống trong một căn nhà đơn sơ và bé nhỏ. Nicola Albergati sinh hoạt giống như họ. Ngài khởi sự thăm nom các bổn đạo trong giáo phận của ngài. Trước tiên, Nicola Albergati tới thăm các gia đình nghèo khổ bất hạnh. Nicola Albergati nói chuyện với họ và giúp đỡ họ những nhu cầu cần thiết. Nicola Albergati chúc lành cho gia đình của họ và họ rất biết ơn ngài. Năm 1426, Đức Giám mục Nicola Albergati được phong làm Hồng Y. Ngài nổi tiếng là người khôn ngoan và thánh thiện. Hai vị giáo hoàng Martino thứ 5 và Eugenio thứ 4 đã năng bàn hỏi với Nicola Albergati khi gặp những vấn đề quan trọng của giáo hội. Trân Phước Nicola Albergati cũng khuyến khích việc trau dồi kiến thức. Thực vậy, chính Nicola Albergati đã viết rất nhiều sách. Hồng y Nicola Albergati qua đời trong một chuyến công du tới Siena, nước Ý. Đức Thánh Cha Eugenio thứ 4 đã tham dự thánh lễ an táng và chôn cất ngài. Trân Phước Nicola Albergati về trời năm 1443. Thưa anh chị em và các bạn, người trẻ ngày hôm nay chúng ta có nhiều kỳ vọng, mong ước làm bác sĩ, làm luật sư, làm thế này thế khác. Thì Nicola cũng thế thôi, cũng mơ ước học luật xong ra làm luật sư. Thế nhưng mà khi lên 20 tuổi thì đổi hướng và gia nhập dòng Thánh Bruno. Nhiều người trẻ ngày hôm nay chúng ta thấy làm bác sĩ, làm kỹ sư, sau đó thì đi tu. Cho nên bây giờ cũng có những linh mục kiến trúc sư, linh mục bác sĩ, linh mục luật sư v.v. Đừng có nghĩ rằng là cứ phải là một người bình thường rồi thì làm linh mục. Tại sao không là bác sĩ, không là giáo sư, không là kiến trúc sư rồi đi tu làm linh mục? Và như vậy thì mình sẽ phục vụ tốt hơn, biết đâu được. Khả năng chú ban mà nén vàng không phải là một mà tới hai, mà tới ba, mà tới năm nén vàng. Và khi nén vàng chú ban đó, Thánh Trân Phước Nicola Albergati đã sử dụng nén vàng đó để phục vụ người giáo dân. Không nghĩ rằng mình lại được về làm giám mục ngay giáo phận của mình, ngay quê hương của mình. Phải vâng lời mà làm. Và khi vâng lời mà làm như vậy, không phải một cách miễn cưỡng nhưng một cách vui vẻ, bằng cách là đi thăm các gia đình trong giáo phận. Có mấy giám mục mà đi thăm được hết các gia đình trong giáo phận, mà đi thăm lựa chọn đầu tiên là những người nghèo nhất, người khổ nhất, người bất hạnh nhất,
để thấy rõ nhu cầu của họ và nói chuyện với họ. Có mấy người nghèo khổ bất hạnh tội lỗi được gặp giám mục đến thăm và nói chuyện không? Đa số những người có máu mặt, những đại gia, những người có chức có quyền là được đi thăm đầu tiên và có dịp để nói chuyện nhiều. Còn những người thấp cổ bé miệng, những người nghèo khổ, tứ cố vô thân, những người tội lỗi, những người rối đạo, những người mà mọi người đều xa lánh, mấy khi hoặc có bao giờ được giám mục giáo phận đến tận nơi mà thăm, mà nói chuyện, mà chia sẻ, mà giúp đỡ không? Thưa anh chị em, ta cầu nguyện để trong giáo hội có được những giám mục như là chân phước Nicola Begatti, một giám mục mà đến khởi sự bằng việc là thăm nom các bổn đạo trong giáo phận của mình, mà trước tiên là tới thăm những gia đình nghèo khổ bất hạnh, nói chuyện với họ, giúp đỡ họ những nhu cầu cần thiết, chúc lành cho gia đình của họ. Và như thế họ rất biết ơn và quý mến vị giám mục ấy, người mục tử nhân lành ấy. Cầu mong trong hội thánh có được những người mục tử đúng nghĩa là mục tử của lòng thương xót. Mục tử của lòng thương xót biết xót thương người giáo dân, biết ở giữa đàn chiên người được mùi chiên. Như Đức Giáo Hoàng Francisco nói, những người mục tử dám đi đầu đoàn chiên để lãnh đạo, gánh chịu những nguy hiểm, như là khinh binh đi trước để mình nó nổ thì chết trước. Những người mục tử dám đi cuối cùng chặn hậu để bảo vệ đoàn chiên, sợ là người ta tập kích phía sau. Và những người mục tử dám sống giữa đoàn chiên để ngửi được mùi chiên, mùi của những con chiên nghèo khổ, bất hạnh, hôi thối, tội lỗi và bị ruồng rẫy, ruồng bỏ. Ước mong có được những mục tử giàu lòng thương xót như thế. Amen. Dưới trần gian này, ngày và đêm tiếng con nguyện cầu. Xin nghe lời chúng con nguyện cầu, xin chữa lành thể xác chúng con. Xin nghe lời chúng con nguyện cầu, xin rửa sạch tâm hồn chúng con. Xin nghe lời chúng con nguyện cầu, xin chữa lành thể xác chúng con. Xin nghe lời chúng con nguyện cầu, xin rửa sạch tâm hồn chúng con.